Xin chào các bạn, mình là Nam Em, mình đang cầm trên tay và các bạn đang nghe cái tiếng thu âm từ cái bộ mic mới nhất của nhà Saramonic là Saramonic Blink Mi, một sản phẩm rất là độc đáo luôn anh em ha. Thì độc đáo vì sao? Bởi vì nó có cái màn hình hai cái cục phát này, mình đang cầm trên tay hai cục phát này, một cục phát mình gắn lên cái mic này, một cục phát mình đang gắn trên người này. Và anh em sẽ thấy không, cái mình đang cầm trên đây là có logo kênh của mình Nam Em nè, cục này thì mình để cái hiện cái mặt của mình lên hay không, bởi vì cái này nó có cái màn hình cảm ứng, và anh em có thể hoàn toàn tùy biến cái màn hình này luôn. Anh em có thể tùy biến theo theme nè, anh em có thể biến ví dụ như là anh em có một cái kênh vlog để logo kênh của mình vào, hoặc là như mình để cái mặt mình vào cũng được luôn, hoặc là ví dụ như anh em họp livestream với nhiều khách mời khác nhau anh em ha, anh em có thể làm cái tên của khách lên trên đây, anh em nói chuyện với người ta thì khán giả xem, khán giả sẽ biết à mình đang nói chuyện với người nào, rất là hay luôn. Bộ mic này là vừa mới ra mắt gần đây và có tiếng máy bay bay ngang qua, thì cái tiếng anh em đang nghe là tiếng hoàn toàn thật luôn, từ thu được từ cái bộ mic này, và trên cái mic này nó cũng có tính năng lọc âm nữa. Bây giờ mình bật tính năng lọc âm lên, những bên đây nó có nút lọc âm trên đây này, cái nút màu vàng á, thì mình nhấn một cái là kích hoạt tính năng lọc âm, thì những cái âm thanh mà môi trường nó sẽ được lọc đi, thì nó giúp cho anh em ví dụ như quay ngoài đường, quay trong môi trường ồn ào như mình, chỗ mình có máy bay bay ngang qua đó, thì nó sẽ đỡ bị ồn ào hơn. Thì mình sẽ tắt tính năng lọc âm đi. Ok, rồi quay trở lại với bộ mic này. Saramonic rất là ngon, rất là mới, mới ra luôn, và bên Quick Access họ đã có trên tay rồi. Quick Access là cái nhà phân phối chính thức của Saramonic tại Việt Nam mình, rất là nhanh luôn. Mình Google cũng chưa thấy là nước ngoài có mà Quick Access đã có, và mình mượn làm trên tay giới thiệu với anh em như vậy. Mình cũng chưa biết giá bán của bộ này là bao nhiêu luôn anh em ha. Khi anh em mua về thì nó sẽ có một cái hộp đựng rất là to. Hộp đựng này sẽ đựng được tất cả những cái phụ kiện bộ của này, sẽ có hai ngăn này, ngăn trên đó thì anh em lật ra sẽ có đựng được dây cáp, đựng được tất cả những cái bộ phụ kiện 500. Cái này nó có phụ kiện 500 để anh em có thể có bộ kẹp nè, có thể bộ hít in áo, ví dụ như đây là một bộ hít in áo này, và thêm những cái phụ kiện để anh em có thể gắn cái cục thu lên trên chân đế của máy hình, trên cao su hoặc là trên điện thoại anh em ha. Lật vô trong thì anh em sẽ thấy ngay là cái bộ thu phát được thiết kế rất là độc đáo bởi vì bản thân cái cục nhận cục thu á, nó lại cục pin sạc cho hai cái cục phát luôn. Và thêm một tính năng là mình không thể không nhắc đến là khi mà anh em đưa gắn cái cục phát vào trong cục thu á, thì do cái nam châm anh em đưa góc nào vô nó cũng sẽ tự động nó hít vào và nó xoay cho đúng cái góc để nó sạc, cực kỳ hay luôn, mình thấy rất là hay luôn á, không thể không nhắc đến luôn. Mình chỉ cần đưa vô là tự động nó xoay đúng cái vị trí, nó click một cái nó sạc luôn, rất là tiện. Hai cục phát anh em tách ra khỏi cục thu, nó tự động nó bật nguồn cả những cái thiết bị lên để anh em có thể sử dụng liền luôn, anh em không cần phải nhấn cái nút nguồn cho đó anh em ha. Đó là điểm rất là hay. Nói về pin đi, pin của những cái cục phát này hoạt động được 9 tiếng đồng hồ. Cái này sử dụng sóng 2G4 cho nên là băng thông rất là rộng, âm thanh truyền được cũng rất là xa. Mình sẽ có một cái video test khoảng cách của bộ mic này vào một dịp khác. Mà cá nhân mình đã từng sử dụng cái bộ mic là Saramonic Blink 500 và mình đã test thì khoảng cách được tới 150 mét luôn. Thì mình tự tin rằng là cái bộ mic Saramonic Blink Mi này khoảng cách cũng sẽ rất là ổn. Nói về thiết kế thì ngoài thiết kế rất là độc đáo, cả hai cục phát này đều có màn hình cảm ứng. Trên cái màn hình này anh em có thể tùy biến rất là nhiều thứ, anh em có thể chỉnh được tất cả những cái chức năng luôn, từ chức năng là màn hình này luôn sáng, màn hình này tự động là tắt theo bao nhiêu phút đó, tính năng là đạo độ gain của nó, anh em có thể kích hoạt tính năng ghi âm trực tiếp trên cái thân này. Hai cục phát này đồng thời là hai cái máy ghi âm di động để cho anh em có thêm một cái kênh, anh em ví dụ như ra ngoài đường quay mà những cái môi trường mà sẽ có khả năng bị nhiễu, ví dụ chúng ta đi livestream sự kiện có hàng trăm người lên đến đó, sẽ có những cái sự là gọi là chồng sóng, nhiễu sóng, thì để đảm bảo chúng ta cứ kích hoạt cái tính năng ghi âm là bên trong thân này nó sẽ có một cái bản ghi âm để về nhà anh em backup, anh em phòng hờ anh em ha. Kích hoạt tính năng ghi âm thì anh em vuốt cái này từ trên xuống, anh em chọn ghi âm hoặc là anh em double click nút vàng này là có thể kích hoạt tính năng ghi âm. Và những cái tính năng ví dụ như là double click nút này nó ra làm cái gì, hoặc là nhấn một lần nó ra làm cái gì, thì anh em hoàn toàn có thể tùy biến được bằng cái app Saramonic ở trên điện thoại. Cái app này sẽ giúp cho anh em tùy chỉnh được tính năng của từng cái nút bấm ở trên cục phát, tính năng nút bấm của trên cục thu, đồng thời cho phép anh em chỉnh hình ảnh của những cái này. Ngay bây giờ đây mình đang gắn lên trên một cái chân tay đế mic để mình cầm mình nói chuyện với anh em, thì hoặc là anh em có thể kẹp trên người, hoặc là anh em có thể hít như thế này, thì sẽ có những cái phụ kiện hít để anh em có thể kẹp trên cái áo của hai người, anh em nói chuyện với một người nữa bên đây, anh em phỏng vấn người ta, những cái người mà anh em muốn nói chuyện, anh em muốn coi phim ha,
Thì tính năng mà nó 500 là một trong những tính năng mà nhiều bộ mic bây giờ người ta ứng dụng, bởi vì nó rất là tiện lợi luôn, anh em chỉ cần đưa vào hít một cái là được, và cái vị trí mình gắn nó cũng được thuận tiện hơn. Ví dụ như là cái mic này, nếu như mình kẹp sát ở trên cổ này, cái tiếng thu nó thì sẽ hơi bị gần, bị gắt quá, nhưng mà mình để xa hơn chút xíu phía dưới này bằng cái phụ kiện 500, nó sẽ giúp thu được cái tiếng về nó được tròn hơn. Theo ý kiến của mình là vậy. Đánh giá về chất âm của mic Saravonic, cụ thể là cái mẫu Blink Mi này, thì mình thấy là chất âm nghe rất là ổn. Mình đã dùng qua cái bộ Saravonic Blink 500 và mình cũng đã từng dùng qua những cái bộ Saravonic mà mic to, mic rời bên ngoài đó, thì mình thấy là chất âm của Saravonic thì rất là ok, có thể dùng trong nhiều những cái mục đích khác nhau, từ vlog, làm TikToker, YouTuber, đến anh em có thể thu những cái sự kiện, đáp ứng rất là nhiều cái mục đích khác nhau của anh em ha. Cái bộ mic này anh em có thể sử dụng ở trên điện thoại cũng được, để sử dụng trên điện thoại rất là đơn giản. Đi kèm cái này, người ta sẽ cho anh em một cái đế kẹp điện thoại, thì anh em chỉ việc gắn đế kẹp. Cái đầu thu thì anh em sẽ gắn lên trên cái ngàm phía trên đây, ngàm console anh em gắn vào. Rồi còn đầu phát thì anh em ví dụ như là kẹp vào trong cái đế kẹp mic này, hoặc là anh em kẹp trên người, hoặc là em hít lên trên người cũng đều được luôn anh em ha. Thì đó là sử dụng với điện thoại. Còn sử dụng với lại mấy cái phim ảnh đồ gì á thì cũng khá là tương tự như vậy thôi. Thì anh em sẽ có sợi cáp là cáp TRS, anh em cắm một đầu vào đầu thu bên kia, còn một đầu còn lại thì anh em sẽ cắm vào cái cục nhận, và sau đó anh em nói chuyện thôi. Nói về cái cục đầu thu này nó sẽ có nhiều tính năng, và cái màn hình trên đầu cục đầu thu này cũng là màn hình cảm ứng luôn anh em ha. Nhân tiện nói về cái màn hình cảm ứng, họ cũng rất là tâm lý, họ sợ màn hình bị trầy, thì họ đi kèm theo chúng ta ba cái miếng dán màn hình để chúng ta có thể tự dán màn hình. Thì mình đã dán màn hình của hai cái đầu phát này, và mình dán màn hình của đầu thu luôn, dán cũng đơn giản lắm, bóc ra dán là xong, thì đi kèm thêm miếng dán màn hình không sợ bị trầy anh em ha. Nói về cái tính năng thu của mic Saravonic này thì có ba tính năng thu, là thu kênh stereo, thu kênh mono gộp hai kênh lại, và thu kênh safety. Giải thích nhanh, kênh stereo là sẽ có kênh trái kênh phải anh em nói chuyện hai người, mono là nó sẽ gộp hai kênh trái kênh phải lại thành một kênh thôi, tiếng nó sẽ nằm ngay giữa, và safety là stereo tuy nhiên là nó sẽ gộp tiếng của hai kênh này lại, và có một kênh nữa là sẽ giảm volume xuống để đảm bảo rằng cái tiếng của anh em bị thu nó không có clip trong những cái môi trường mà rất là ồn ào, cho anh em có một kênh phòng hờ anh em sử dụng. Bây giờ mình sẽ chèn cái clip, mình test cái tính năng ghi âm stereo bằng cách mình quay một cái đoạn phim người ta test âm thanh stereo. Cái này tốt nhất là mang tai nghe thì sẽ nghe rõ ràng hơn về tính năng ghi âm stereo anh em ha. Ok, đây là một cái video trên tay giới thiệu cho anh em cái bộ mic Saravonic Blink Mi đến từ nhà Saravonic, một cái bộ mic có thiết kế rất là độc đáo, pin 9 tiếng đồng hồ, có ghi âm bên trong, công nghệ thì là 2G4. Rất là độc đáo ở chỗ nữa là cái đầu thu đầu phát này đã có cái màn hình cảm ứng để anh em có thể tùy biến rất là nhiều, anh em bỏ hình, bỏ logo lên, và anh em có thể vừa sử dụng cái này vừa sạc luôn, đưa cái này cắm vào trong cái cục phát thì cục thu chứ, thì nó sẽ tự động nó sạc để anh em có thể sử dụng rất là nhiều, và nguyên một combo sẽ đựng trong một cái đồ đựng như này, chỉ cần như thế này thôi là anh em có thể làm phim, làm vlog, làm TikToker, YouTuber, quay rất là nhiều sự kiện rồi. Video cũng đã dài, cảm ơn Quick Access đã cho mình mượn cái bộ Saravonic Blink Mi này để mình làm trên tay. Hiện nay vẫn chưa có giá, mình cũng chưa biết khi nào sẽ bán chính thức ở Việt Nam mình, cho nên là nhanh tay làm cái video trước cho mọi người coi về chất lượng âm nè, nãy giờ anh em đang nghe chất lượng âm của cái này, rồi anh em test được tính năng của mấy cái này. Còn về giá thì mình chưa biết, cho nên là mình sẽ cập nhật sớm giá cho anh em, khi nào có giá đó thì mình sẽ cập nhật phần mô tả của video này đi ha, tại vì video này mà xuất bản rồi thì cũng sẽ không cập nhật được. Chia sẻ nhanh chút xíu về cảm nhận và những cái gì mà mình đã suy nghĩ về cái bộ mic này và tới khi mình thực tế sử dụng đi. Thì lúc đầu mình đang có là những bộ mic là của Rode nè, Saravonic Blink Mi, Saravonic Blink 500, thì mình nghĩ là không có lý do gì để có thêm một cái bộ mic khác nữa. Tuy nhiên thì đây là những lý do sau khiến mình cảm thấy là bị lung lay với cái bộ mic này. Đầu tiên là cái màn hình này, lúc đầu mình nghĩ rằng cũng bình thường thôi, nhưng mà khi sử dụng nó mình thấy là mình in cái logo của mình lên, mình hiện cái logo mình lên trên đây, hiện cái mặt mình lên đây, thì cảm giác sử dụng nó hay hay, nó độc đáo, đó là suy nghĩ của mình như vậy. Và cái tính năng ghi âm ở trên đây cũng hay, và tính năng là cái kẹp 500 cũng rất là hay luôn. Mình thích cái loại có kẹp 500 để mình có thể đeo cái mic phía dưới,
nó không có bị cứng của mình. Dành cho anh em sử dụng cái mic này ở ngoài môi trường nha. Soundlink cũng có đi kèm theo cái bộ lọc này, bộ lọc gió này, để anh em sử dụng ngoài trời gió nó thổi nó không có bị tiếng ù lọc gió. Lọc gió này sử dụng rất là hiệu quả nha. Khi mà quay ngoài trời nhớ sử dụng nha anh em, thực sự rất là hiệu quả luôn. Mình đang ngồi trong nhà thì mình không cần dùng cái này. Có một điều là hai cái cục phát này nó chỉ là sử dụng như thế này thôi anh em nha. Nó không có cái cổng 3.5 để anh em sử dụng cái mic lavalier. Thì đây là anh em lưu ý, nếu như anh em muốn sử dụng những cái mic nhỏ, mic kẹp rồi gì đó, thì cái này sẽ không có cổng 3.5 cho anh em. Em sử dụng những cái mic đó, anh em sử dụng cái này là trực tiếp như vậy thôi. Ok anh em, video giới thiệu nhanh cho anh em bộ Saramonic Bling Me. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video khác của mình nha. Bye bye.